Mô Mẫu, phi tần xấu nhất lịch sử Trung Quốc nhưng lại được hoàng đế tôn sùng nhờ một khả năng đặc biệt. Người Trung Quốc có câu xấu như Trung Vô Diệm, ý nói Trung Vô Diệm đã xấu nhất rồi, không ai xấu hơn được nữa. Nhưng thật ra Trung Vô Diệm không phải là người xấu nhất, người đứng đầu danh sách xứ nữ Trung Hoa là Mô Mẫu. Hoàng đế họ Công Tôn, tên Hiên Viên, hiệu Hữu Hùng. Khoảng 5.000 năm trước, ông sinh ra tại Giáng Long Hiệp, Tự Nguyên Quan, vùng ven sông Tự Thủy, một nhánh của lưu vực sông Trường Giang trên cao nguyên Hoàng Thổ, thuộc vùng Tây Bắc Trung Hoa, vào khoảng mùng 2 tháng 2 âm lịch. Từ đó có câu nói trong dân gian về sự may mắn: mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Trong lịch sử văn minh cổ đại có ghi chép về Tam Hoàng Ngũ Đế. Hoàng đế là một trong ba vị Tam Hoàng, cũng là vị đứng đầu trong Ngũ Đế. Tương truyền rằng ông sống ở gò Hiên Viên nên lấy Hiên Viên làm hiệu. Trong lịch sử văn minh cổ đại đã ghi chép về Tam Hoàng Ngũ Đế. Hoàng đế là một trong ba vị Tam Hoàng, cũng là người đứng đầu trong Ngũ Đế. Hoàng đế đã đánh bại được sự xâm lược của Sivu nên được các chư hầu tôn làm thiên tử và để ông ngồi ngôi hoàng đế thay cho Thần Nông. Hoàng đế định đô tại Hùng Hữu, hết lòng vì sự phồn vinh và phát triển của bộ tộc. Ông tuyển chọn hiền tài, lập ra các chức quan, cai trị đất nước, phân chia bờ cõi, phân chia ruộng đất, dạy người dân trồng ngũ cốc và rau quả theo mùa, thuần dưỡng vật nuôi. Hoàng đế và quan thần của ông có rất nhiều phát minh. Trong cuộc đời mình, hoàng đế lấy 4 người vợ, đó là Lui Tổ, Phương Lôi Thị, Đồng Ngư Thị và Mô Mẫu, và có tổng cộng 25 người con. Trong số 4 người, Mô Mẫu là phi tần và cũng là người xấu nhất. Trong Tứ Tử Giáng Đức Luận, Hán Vương Tử Uyên có nói: Mô Mẫu người lùn, dù hiền lành nhưng vẫn không giấu nổi bộ mặt dỗ chẳng chịt. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài xấu xí ấy lại là một người phụ nữ hiền đức, thông minh hơn người. Vì vậy hoàng đế đã kết hôn với Mô Mẫu bởi lòng nhân ái và đức hạnh của bà. Trong Cửu Chương, Tích Vãng Nhật, Khuất Nguyên đã đánh giá Mô Mẫu rất cao về đức độ, trí thông minh cũng như là tấm lòng nhân hậu của bà. Thậm chí bà còn được nhiều người phụ nữ đương thời kính trọng. Trong một số giai thoại có nói hoàng đế đánh bại Viêm Đế, diệt Sivu đều có công của Mô Mẫu giúp đỡ. Ngoài ra Mô Mẫu còn là cánh tay đắc lực của hoàng đế khi cùng ngài trải qua 52 trận chinh chiến, hàng phục Thần Nông, bình định thiên hạ, thống nhất ba đại bộ lạc, kết thúc thời kỳ hỗn mang, kiến dựng quốc gia đầu tiên có chủ quyền trên thế giới. Cũng có giai thoại nói rằng Mô Mẫu còn là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới làm ra chiếc gương soi. Như vậy cũng có thể nói Mô Mẫu góp phần quan trọng trong sự nghiệp khai mở một thời đại văn minh trong dân tộc Trung Hoa. Cũng chính vì đức độ và tài trí của bà, hoàng đế đã tin tưởng giao cho bà cai quản hậu cung, còn nhiều lần ca tụng khen ngợi bà, người có tài đức trong thiên hạ, thấy nhà vua sủng ái người đàn bà vừa già vừa xấu nhưng đức hạnh nên lại càng tin tưởng ra mặt cống hiến. Ngoài Mô Mẫu, trong lịch sử Trung Quốc vẫn còn 3 người phụ nữ nữa bị chê xấu như quỷ Dạ Xoa, tuy nhiên nhờ ăn ở hiền đức nên dù có vẻ ngoài xấu xí, những người phụ nữ này vẫn có được hôn nhân viên mãn. Trung Vô Diệm. Tên thật của Trung Vô Diệm là Trung Ly Xuân, sống ở thời Chiến Quốc. Sử sách ghi lại rằng tới năm 40 tuổi mà bà còn chưa lấy được chồng bởi dung mạo xấu xí vô song của mình. Người đời tả, Trung Ly Xuân đầu to còn lõm, mái tóc lưa thưa, hai mắt hõm sâu, mũi hách vẩy lên trên, yết hầu to hơn nam giới, làn da vừa đen vừa đỏ. Thế nhưng cô gái xấu xí này lại là một người con gái tài giỏi, quan tâm đến quốc sự, từng một mình tìm đến ý kiến Tề Tuyên Vương chủ trương giải tán tiệc tùng, ngưng nhạc nữ, dẹp bỏ bọn su nịnh, tiếp thu lời ngay thẳng, chọn binh mã quản lý quốc khố. Tề Tuyên Vương nghe thấu thì vô cùng cảm động, bèn triệu nàng về cung lập chánh hậu. Được sự giúp đỡ của Trung Vô Diệm mà nước Tề sau đó trở nên hùng mạnh. Trong thời Tề Tuyên Vương tại vị, không có nước nào đến xâm phạm, bà trở thành những vị vương mẫu được triều đình trân trọng và tôn kính. Mạnh Quang. Tương truyền, Mạnh Quang là một người phụ nữ xấu xí với dáng người to béo, da ngăm đen, thậm chí nàng còn khỏe ngang đàn ông khi bên nổi cả một cối đá. Nàng lấy Lương Hồng, một người nổi danh về trí tuệ, có rất nhiều con gái nhà danh giá muốn gả cho Lương Hồng, ông đều từ chối và chỉ lấy Mạnh Quang về làm vợ. Sử xưa kể lại, mỗi lần Lương Hồng đi làm về, Mạnh Quang đều dâng mâm cơm lên cao tới ngang mày để thể hiện lòng kính trọng với chồng. Có sách ghi rằng về sau hai vợ chồng bà đã lên núi ở ẩn, chồng cày đất, vợ dệt vải, ngày ngày ngâm thơ đàn hát, sống cuộc sống thanh bần mà hạnh phúc mãi về sau. Nguyễn Thị. Hứa Doãn thời Đông Tấn cưới con gái của Nguyễn Đức Úy làm vợ. Trong đêm động phòng, Hoa Trúc phát hiện ra dung mạo của người con gái họ Nguyễn thô thiển xấu xí, bèn vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng, từ đó không bao giờ chịu bước chân vào nữa. Tuy nhiên, trong lần ngồi lại bên vợ, Hứa Doãn có hỏi Nguyễn Thị rằng trong tứ đức thì nàng có mấy đức. Nguyễn Thị trả lời: thiếp chỉ thiếu đức dung. Sau đó Nguyễn Thị liền hỏi lại Hứa Doãn: người quân tử có 100 đức, chàng có được bao nhiêu đức? Hứa Doãn trả lời: ta có đủ 100 đức. Nguyễn Thị nói: trong 100 đức chữ đức đứng đầu, chàng ham sắc mà khinh tài, vậy có thể coi là đủ 100 đức không? Hứa Doãn xấu hổ không nói được gì và từ đó về sau chẳng yêu mến và quý trọng vợ hơn.